Ra mắt vào thời điểm thị trường crossover 5 chỗ tại Việt Nam đang rất sôi động với hai cái tên đáng chú ý là Mazda CX-5 và Honda CR-V. Nhiệm vụ của Hyundai Tucson là làm thế nào để có thể giành được thị phần từ các đối thủ? Và trong chương trình trải nghiệm xe của Autoly ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phiên bản đặc biệt của Hyundai Tucson 2016. Xét vào tổng thể thì Hyundai Tucson 2016 mang dáng dấp của đàn anh Santa Fe. So với thế hệ trước thì nó được thay đổi rất nhiều với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, nam tính và cứng cáp hơn. Mặt trước gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt lục giác đặc trưng, cụm đèn pha tích hợp hai bóng LED, giải đá LED chiếu sáng ban ngày. Tất cả đã tạo cho mặt trước của Hyundai Tucson 2016 trông rất là hài hòa, rất là hiện đại và cứng cáp. Nhìn từ bên hông thì Hyundai Tucson 2016 trông khá là trưởng xe. Nó đang mang đậm dấu ấn từ đàn anh Santa Fe với bộ la răng đúc 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và có chức năng sấy, đường gân dập nổi chạy dọc từ đèn sương mù cho tới cụm đèn hậu. Ngoài ra thì còn giá nóc. Tương tự như phần đầu xe thì phần đuôi xe của Hyundai Tucson 2016 cũng mang những đường nét thiết kế khá là hiện đại, khỏe khoắn và trẻ trung với cụm đèn hậu dạng LED, camera lùi và bốn cảm biến được bố trí đều, giúp cho việc di chuyển trong những con phố đông đúc hay là khi lùi rất là an toàn và thuận tiện. Ngoài ra thì còn một chi tiết thú vị nữa, đó chính là việc đóng mở cốp bằng điện. Chỉ với cái chìa khóa trong tay, bạn có thể làm được chức năng này. Như vậy là cốp đã tự mở. Đây là không gian chứa đồ của Hyundai Tucson 2016. Cũng rất là rộng rãi, thoải mái cho cả gia đình để hành lý trong chuyến đi xa. Và tất nhiên, khi chúng ta đóng cốp cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấn cái nút trên đây. Chiếc cốp đã tự động đóng, đi kèm chức năng chống kẹt, rất là an toàn. Không gian nội thất của Hyundai Tucson 2016 thì đáng để nhận lời khen với những đường nét thiết kế rất hài hòa và bắt mắt. Ở trên phiên bản Tucson 2016 đặc biệt này thì có một số thay đổi so với bản thường. Đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, phanh tay điện tử. Ở trên Hyundai Tucson 2016 thì vô lăng bọc da 3 chấu, tích hợp đầy đủ các chức năng như là kiểm soát hành trình, điều chỉnh âm lượng hay là đàm thoại rảnh tay. Ở chính giữa là bảng điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất ở trên mẫu Tucson này đó chính là không có trang bị màn hình cảm ứng ở đây. Đó, so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Honda CR-V hay là Mazda CX-5 thì đều được trang bị màn hình cảm ứng 5,5 inch đến 7 inch. Bên dưới đây là khu vực điều khiển nhiệt độ. Xe được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Bạn có thể tùy chỉnh nhiệt độ ở ghế lái hoặc là ghế phụ hay là phía sau. Bản đặc biệt này thì có sự thay đổi còn được thể hiện nữa, đó chính là việc tích hợp camera lùi. Tuy nhiên, thay vì camera lùi ở trên bảng điều khiển trung tâm này thì đã được tích hợp lên trên gương chiếu hậu. Cái gương chiếu hậu này cũng chống chói. Khu vực cần số với thiết kế rất là bắt mắt. Ở cạnh cái khu vực tay phanh tay điện tử này còn có cái chức năng auto hold. Bên cạnh chức năng auto hold là chức năng drive mode với 3 chế độ lái. Tất nhiên là 3 chế độ lái này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần trải nghiệm khả năng vận hành của xe. Và bên dưới nút drive mode này là cái chức năng kích hoạt hỗ trợ đổ đèo. Đây cũng là một cái tính năng mà Hyundai Tucson lợi thế hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Một chi tiết đáng chú ý nữa trên cái mẫu Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt này đó chính là việc ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng, cũng là lợi thế của Hyundai Tucson. So kè với hai đối thủ trực tiếp, Tucson tỏ ra nhỏ bé hơn. Xe sở hữu chiều dài cơ sở là 2670mm, lớn hơn con số 2620mm của CR-V và thua 2700mm của CX-5. Bù lại thì Tucson có hàng ghế sau có thể ngả được, tạo nên tư thế ngồi dễ chịu hơn kiểu dốc đứng của CX-5. Như đã chia sẻ với các bạn, Hyundai Tucson 2016 có 3 chế độ vận hành, Eco, Normal và Sport. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khả năng vận hành của mẫu xe này. Tucson 2016 được trang bị động cơ NU 2.0L, công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng trên phút, đi kèm số tự động 6 cấp. Nếu xét về mặt thông số thì Tucson có vẻ không mấy ấn tượng khi so sánh với hai đối thủ là Honda CR-V và Mazda CX-5. Tuy nhiên thực tế thì mẫu xe này mang lại cảm giác đầy phấn khích khi ngồi sau vô lăng. Đầu tiên là về độ ồn. Trước đây Tucson bị chê khá nhiều về độ ồn, nhưng ở phiên bản 2016 vấn đề này đã được cải thiện rõ rệt. Cảm giác khoang cabin xe lúc chạy rất yên tĩnh và khi lăn bánh thì âm thanh vọng vào cũng rất là ít. Tiếp đến là cảm giác lái. Những chiếc xe Hàn Quốc vốn không được đánh giá cao ở khả năng lái, tuy vậy Tucson 2016 đã làm tốt sứ mệnh này và thay đổi tư duy của người dùng về xe Hàn. Ở chế độ Eco, vô lăng nhẹ khi đi chậm, nặng dần lên khi di chuyển, đảm bảo khả năng lái linh hoạt trong phố. Chân ga cùng một số mượt mà, chuyển số ở vòng tua dưới 2.000 vòng trên phút.
Thực sự thì giữa chế độ Eco và Normal, người lái không cảm nhận được nhiều sự khác biệt. Điểm nhấn của chiếc xe đến từ chế độ Sport. Với những ai quan tâm đến việc tiết kiệm nhiên liệu, có thể chuyển sang chế độ Eco. Còn nếu là một fan của tốc độ thì có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của xe ở chế độ Sport. Chuyển sang chế độ Sport, Tucson 2016 thể hiện một mặt khác hẳn. Chân ga nhạy hơn, số chuyển ở vòng tua cao hơn, động cơ và hộp số đáp ứng linh hoạt. Nếu như để ý đồng hồ tua máy, bạn sẽ thấy kim đồng hồ tua sau mỗi lần chuyển số ngay lập tức ở vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, hệ thống treo giảm sóc của xe cũng hoạt động một cách ổn định và chính xác khi phải leo trên những địa hình xấu cũng như những đoạn đường gồ ghề. Chiếc Tucson 2016 này vẫn đảm bảo cho người ngồi trong xe không bị cảm giác bồng bềnh hay bị sóc nảy và hoạt động một cách hiệu quả khi xe vận hành. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn chi tiết về ngoại thất, về nội thất cũng như là trải nghiệm nhanh khả năng vận hành của Hyundai Tucson 2016 phiên bản đặc biệt. Và chắc hẳn thì các bạn cũng đã thấy được phần nào những ưu điểm của mẫu xe này so với các đối thủ trong cùng phân khúc crossover 5 chỗ tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những đánh giá mới nhất về ô tô tại thị trường Việt Nam.